sáng nha, giờ 8 giờ ăn sáng nha. Đúng không? Đúng Đấy. Bố, hôm nay là tháng 12 là từ sau là sinh nhật anh Di, là anh Di 46 tuổi đúng không ha? Ấy, cũng mấy 47 chứ. Phải không? Bây giờ con là 43 là anh Di là 47 chứ, 47. Anh Di sẽ là 47 tuổi. Anh Di sinh năm 75. 15 tháng 12. Và hôm nay là ngày 7 tháng 12. Còn một tuần nữa là 8 ngày nữa là sinh nhật anh Di không đúng ha? Giờ đi về, bố đẻ anh đi nhỏ xíu, giờ anh đi 7 tuổi. Ừ đó, nhớ ngày 15 tháng 12 năm 75 đó, anh Duy nó đẻ. Cái mới ở trong trạm xá về nhà được đúng 10 ngày, ông Hai Hồng á. Ông say rượu, ai quýnh ông đổ đầu, ông đâm đầu, ông chạy. Giờ mấy chục năm rồi, vậy sao? Muốn nhớ không? Nhớ không? Sao nhớ được? Lâu quá sao không nhớ được? Ông năm đầu ông chạy ở nhà mẹ đang trong phòng đẻ ra bữa mà con đánh đổ ông không đầu hú hồn chứ ngủ nè khỏe nha, ăn khỏe thì nó chống lại cái bệnh nha. Cố gắng bạn ăn là bố khỏe lắm á, không có sợ gì hết. Nó defend lại cái bệnh của bố. Tao, bố cố mà ăn cho nó khỏe được, chống lại bệnh ha, ha. Ít ngày đó bố đi cho coi, nha. Đi bộ hả? Cố gắng ít ngày, nhà bố đi bộ cho mà coi. Bố đi bộ cho bố coi ha, bố ha. Tại bố nằm chỗ nó yếu, tập riết đi được. Đâu phải là nằm chỗ yếu, là tại người mình nó yếu thôi. Chứ nằm chỗ là mình cho mình không đi thôi. Bố ráng bố ăn khỏe mạnh nha. Ngày 2 hôm nay nói chuyện tin tức nó nhớ được. Mày chờ con xíu, để con nói chuyện với bố xíu nữa. Xong con đi làm giờ. Giờ đi, đi mấy phút rồi đi. Tại vì con cần như vậy để con nói chuyện được với mình. That's why mình phải chích đường. Cháu ngon luôn ha. Cháu ngon ha. Có đầy đủ chất dinh dưỡng luôn đó. Bố anh cháu là muốn ăn ngon lành nha, ăn ngày mấy lần luôn nha, mới đủ sức nha. Cho ăn là con ngon ghê. Ờ vậy hả? Ốc miêu nó tiền. Ốc miêu bây giờ không có bỏ gạo là ốc miêu đúng rồi. Hi daddy. Em mua bịch ốc miêu mà tính là ăn được đó nên là cứ lu bu bố mà cứ ăn để đó mà nó sẽ cái này đi. Hi daddy. Hi daddy. Nay hôm qua ngủ không ra. Cũng là hả? Nhưng mà đều 3 giờ rưỡi sáng thì ọ ẹ mày cho mẹ mua phim thì mẹ có cho mọi khi mình sạc lao mình nói thôi nằm giữa tiếng ọ ẹo ẹo rồi ngủ mới sáng 6 giờ vậy rồi exercise rồi đầy đủ hết rồi trời cho morphine cũng ngủ mà cho morphine nó chút xíu nữa là biết có trúng tật con nghĩ là bố rung á là có thể là từ cái lúc mà mình bỏ cái thuốc cái gì rung vậy mình nói là bố rung à. Cứ để bố rung như mình con. Nhưng mà con nghĩ bố rung là từ lúc mà mình để cái thuốc mình để cái thuốc mà để cho đi ra tàu. Con nghĩ lại rồi. Hồi trước có bố dùng cáp ra bố đâu có rung.
Nhưng mà từ cái lúc mà giống như mình bỏ cái thuốc mà đi cầu á, giống như có thể là nó ấy. Có thể mẹ thấy là không, chứ lại ba ngày mới đau lần thôi, có nói được. Biết là nhiều lâu luôn thôi. Nhưng mà cái này tự nhiên mình coi nó giải quyết như thế nào. Bố có một cái nữa nha, mẹ phải đau ở chân luôn, mẹ không nói mà tay nó có luôn. Nó là bố luôn. Bố muốn action cho mình nhìn thấy là bố luôn. Vậy đó. Không có action đâu, nhưng mà con nghĩ là từ lúc mà tại vì lúc trước nó bỏ thuốc ra đâu có run gì đâu, nhưng mà không biết là tại vì bây giờ nó progressive nó cũng run, nên là bây giờ là đúng 3-4 ngày cho đi lần thôi chứ không có đi nhiều hơn, nó nhiều quá. Đáng có hết hay không mẹ? Không biết coi có không, con nói mẹ chắc có chứ sao không. Hay là tại vì giống như là mình bỏ cái thuốc mà cho nó sổ rồi xong rồi cái chất là một vậy hai lần tham ra nó thua hai mà không biết được. Thứ hai thì nó thứ hai rồi, nó tính thứ hai 2,000 đơn vị. Có thể là cái khi mà mình sổ nó làm cái khúc là ra cái đó là vô luôn. Cô có phải là tại đau không? Phải hiểu không? Chẳng hiểu không? Cô ơi, có khỏe không? Không khỏe hả? Sao vậy ạ? Em sao không khỏe? Có ăn được không? Không hả? Ăn cũng được luôn, ngủ cũng được luôn. Được, có đi nè, khỏe không anh nè? Có gì đâu, khỏe không? Hỏi cô ăn chưa? Chưa, không nhớ. Bố nhớ tên con với Thảo chưa? Nhớ không? Còn đây cái con là Phương, bố đang dễ lắm. Cho bố ăn xong thì một tiếng đồng hồ sau bố khát nước đưa bố uống, không sạch lắm. Cái này khỏi uống nước luôn, mà uống liền thì bố no đó. Ngày hôm qua giống như là bố hút cũng được đó, là nhưng con phải bỏ. Hút hả? Hả? Trước khi bị mẹ chỉ không cắt nó chiêu đó. Mẹ có nói mẹ có nói là hôm qua con cũng tập rồi nhưng mà không được. No. Có lúc được có lúc không à. Hôm qua ông bây giờ bố khát nước bố cần uống, bố để vô tự nhiên bố không có hút được, nó khô cổ cho mình mồi nước cho bố uống một hai mẹ, nước mẹ xong rồi mẹ nói vậy không, nhưng mà không quất. Tại lúc mẹ làm quất mẹ nói. Lúc mẹ làm nó quất nhưng mà lúc con với con Thảo Lan nó hút rồi không con. Thử coi mẹ làm. Con đã thử cho bố uống rồi mà bố không hút được. Bố không có hút, bố không hút. Thì đúng rồi, cái lúc mà chứ phải lúc nào nghe thấy mẹ làm được là tất cả mọi người làm giống như mẹ được. Mẹ làm được thì mẹ nói thôi. Không, thì khe thôi nhưng mà tùy theo giống như là khi mình cho bố mà nó khô cổ họng, bố đúng rồi đâu. Đúng rồi, thì đó lúc mà đi ra xong rồi khi vô cho bố uống, bố cũng muốn uống luôn. Mà lúc đó là bố cũng tại biết là bố khát nước á, bố muốn uống cho nên là con phải bỏ đi cái muỗng đó xong rồi con cho. Con cho bố hết cái bình đó. Nhưng mà chút nữa đó thì giống như là chiều á thì bố uống nước dừa thì bố hút cái thai liền luôn. Nước thở. Ừ, cho nên tùy theo à. Sáng nay đo huyết áp cũng tốt lắm. Tùy theo bố uống thuốc luôn, 114. Huyết áp 114 mà trên cái tim bố thì vẫn đập 98%. 120 trên 80 là normal, 114 nó là gần đó là giải thích là bình thường. Thường thường mà nói 114 mình phải nó xuống dưới luôn, mình thấy nó không, nó xuống chân, nó xuống dưới luôn. Thì nó số trên thì nó số dưới luôn, là 114 trên bao nhiêu, trên 18 thì trên 280 trên bao nhiêu. Mình phải nói số dưới luôn, làm biết được. Có khỏe không? Có khỏe không? Không hả? Nè bố nè. Bố có đang khỏe không? Hôm qua bố ngủ được không? Hả? Ngủ được không? Bố có ngủ được không? Cái này bố chết như là kiểu như thế. Nó không chính xác. Đúng rồi, bố chết xong cũng chính xác. Lúc này cho mình phải đoán được. Giờ mình hỏi đói bụng thôi, khát nước bố không trả lời đúng đâu, nhưng mình cứ đoán là bố khát nước, mình nói tối qua có khát nước. Nên nhớ là có lúc bố thích trả lời, lúc không thèm trả lời. Nhưng mà không, nhiều giờ bố trả lời cũng không chính xác nữa, cho nên là... Bố khỏe không bố? Không hả? Sao vợ? Sao không khỏe? Bố ngủ được không? Ừ. Ngày qua bố ngủ được không? Ngày qua chụp chân ngủ được không? Trời ơi, không ngủ được. Ngon ha. Tình cảm lắm, tối là ngủ thức dậy em ơi nắm tay. Trời ơi, ngủ muốn chết rồi lại nắm tay. Ủa tình cảm lắm đó. Nắm tay mẹ phải chồm qua lọc giường. Santa Claus chạy xe hả? Ổng lộn chạy bộ hả? Nguyên có mấy chục ông Santa Claus chạy bộ hả? Chạy cho nó ốm nước. Chạy thấy bố này bố ráng bố ăn rồi mang mốt bố đi được này chắc có đi chơi. Ăn xong rồi mẹ cũng hy vọng còn đi được. Phải đứng chứ. Trước khi đi hôm qua đúng không? Đúng không? Ngày hôm qua đi cũng chính vì không đứng mình mới té, không đỡ xuống giường mới té. Kêu đứng là muốn thuyết hai cái giò lại. Phải đứng trước rồi xong mới đi. Vì bố nhiều khi thích cười đó, mình đang ăn thêm. Nhưng mà mình exercise nhiều á thì đứng sáng nay exercise rồi. Exercise nhiều. Sao vậy? Exercise
nhiều nó có cái muscle nữa. Bố chị mình bố uống sữa nành hả? Bố uống sữa nành hả? Để ăn hết mẹ. Ờ, bố thèm sữa nành. Để ăn cháo xong rồi sữa nành nha bố nha. Nhưng mà sau này ăn rồi mình không cho chút xíu nước mà ăn không vậy hả? Không có chút xíu nước xem nó ngấm ngấm xuống. Là bố đồ ăn như thế này là đúc quá là perfect rồi. Hello baby. Mẹ không dám cho bố ăn, ăn một tô bự, ăn tô đang dung nó thôi. Dạ. Phương, nói đi Phương, Phương, nói đi Phương.
con á là con tên gì? Con là tên Phương. Nè. Đố nè. Đố nè. Mai mốt con là có em bé, con đẻ em bé ra là con cũng phải đút cho nó ăn giống vậy nè bố. Đó, ăn giống như em bé vậy đó. Nè. Nè bố. Con phải để dành tiền nuôi con nữa chứ bây giờ con không có chồng á. Nên phải để dành tiền mua tả cho em bé nữa nè, thả miếng ra, thả miếng ra. Bố thả miếng ra. Ngon không ha? Cháo rau củ quả nè, thả miếng ra. Ăn xay lên cho bố để dễ nuốt, rồi bố nhai cơm lâu quá nè. Cho nên phải ăn này dễ nuốt thôi bố ha. Ok, đừng nói nhiều hả, sao? Xong rồi cháu uống thuốc sữa sữa nành ha, bố bồ đậu sữa nành đó. Nè, thảm ra. Thảm ra nè. Xong rồi nè, còn uống nữa nè bố, thảm ra. Thảm ra. Ngưng tí xíu đi, khi bố không hạ thì mình ngưng cho bố nuốt đó. Rồi bố nuốt rồi. Nó ngon ha. Nè, cháu uống sữa nành nha. Rồi giờ này chú mày cho bố uống thuốc nha. Đây con đổ miếng sữa nành đây, đút cho bố uống nha cho nó trắng miệng. Bố đút lên mà, uống hút rồi bố. Bố uống được rồi, bố uống tự nhiên. Ha, thuốc cho nó ngon. No. Không uống, mẹ nói rồi nè, khoan, lấy uống cái bố. Đó, đút ngang, đút ngửa đi. Để đó. Đó. Mẹ đưa ông hút cho ông hút cho con. Mẹ thử coi nha, ông hút không? Hút được rồi. Mà để xuống đi. Mẹ để ăn uống đi, thuốc đi, mẹ cứ thuốc đi. Đã hút được rồi không đưa nó hút. Đối với mẹ hút được, nhưng mà tối với con hôm qua con thử rồi không hút. Có lúc ông hút được, có lúc ông hút không được. Chị Ba kìa bố. Bố ơi, bố khỏe không? Cạo râu bố liền bố khỏe không? Lên nhanh. Ôi trời ơi. Nè, bố nè. Không buồn trả lời. Nói gì bố trả lời. Bố sáng con trả lời. Bố ơi. Nắm tay. Nắm tay đi. Nắm tay trời. Trời ơi. Không uống cái đi. Không uống cái đi. Không uống cái hả? Không uống cái nha. Không uống cái nha. Đây nha. Nó mặt đây. Nó mặt đây. Không cái nè. Nó mặt đây. Mua đi. Chán không được. Mua đi. Tốt không cái chán không được. Mua đi chán đi. Ôi. Không nghe bé gì đó. Bây giờ bố em nhìn bé trên này cũng không muốn như em bé gì, bố là em bé vậy. Được yêu nhất nhà mà. Không buồn nói. Dạ, đưa ông hút cho bố hút. Có cái cớ gì mà đưa cho bố mày coi nè. Bố hút cho coi. Nói bố khỏe lắm. Không được. Hút mạnh lên. Đó, đừng có nói bố không hút được nha. Hút chút xíu thôi, hút xong nó hết nó xuống liền. Từ từ. Hút mà nghỉ, hãy nuốt. Hút mạnh 1 2 3. 1 2 3. Hút. Không được, hút vô, không đi hút. Không được, không được. Rồi. Nó buồn, mày uống hết đi. Cho hút hết đi. Nhiều. Cho hút hết đi. Cho hút hết là đợi đổ đi. Mày cứ khoái đút như em bé vậy. Tại hôm qua con thử rồi, thử cho bố hút, bố không chịu hút. Cho nên con nghĩ nó no, mới ăn xong rồi nó no. Hút bố, hút đi. Hút bố, đó, hút rồi, hút mạnh lên. Còn mua em loại thuốc nữa kìa. Rồi chú đi, chú đi. Để mới ăn xong no, đâu có ngủ bây giờ nha. Không có ngủ, bây giờ tới trưa chưa ngủ đâu. Nhưng mà con sợ nó ngủ bây giờ. Con sợ thì chuyện của con. Mẹ nói là chưa ngủ là chưa ngủ. Nó bị thuốc vô nó phải ngấm nó nên đổi nó ngủ nó mới thức dậy 6 giờ sáng này đi ngủ nữa. Mày nói chuyện nhỏ nhẹ đi xíu được. Mẹ không biết nói nhỏ nhẹ tại con cứ làm ương mà mày kỳ khôi mà bực mình. Mày nói gì mày nạt nộ người ta không? Con đâu có trọng để giận gì đâu mà mày cứ nạt nộ con mỗi ngày.
xưa giờ bố có đâu nạt nộ con nhiều đâu mẹ, hay nạt nộ con la con hoài đâu ha, bố đâu la con đâu có ha, ha bố không làm sai gì bố cũng đâu la đâu ha bố ha, ha bố nhớ không, nhớ không. Mở mở ra nó thấy cái lưỡi của chỗ nào, thả miệng nó nhìn thấy. Để cái lưỡi nó tốt. Nó bấm mẹ nó vô rồi. Rồi, cái lưỡi gì nó kìa. Hello, bà Út hả? Dạ bà khỏe không? Dạ có ba con đây nè. Bà mở để bà mở camera cho bà coi chút xíu nha nha. Dạ, mở camera mới thấy bố mới thấy bà Út được nha. Rồi, đây là bà Út, bà Út thấy bố không? Thấy mẹ không? Đó, thấy không? Không sao vậy? Nói chuyện, cái mở. Dạ. Rồi. Dạ, bà Út có mở camera lên, mở cái camera mới thấy được bà Út nè. Dạ, ba con đang nằm trên giường chuẩn bị. Dạ, mở camera lên, bấm cái nút camera lên. Dạ, thấy rồi. Rồi, đây ba con đây. Đây bà Út nè bố. Dạ, bây giờ là cho ăn sáng rồi, bây giờ uống thuốc. Dạ. Đó. Đó, bà Út nè bố. Nhìn thấy không, bố hai bà Út đi. Hai bà Út đi, bố nhìn nè, bố nhìn mắm mắt nhìn nè bố. Đây, ngó kìa, ngó bà Út kìa. Đó, Út đó, đó. Thấy không? Nói đi, con khỏe. Bà Út hả? Con bố. Nói con khỏe. Bà Út hỏi bố khỏe không nè. Con nói đi, trả lời đi. Chắc con mệt chưa muốn trả lời. Dạ. Khỏe không con? Khỏe không? Mẹ cứ nói đi, mẹ cứ nói đi. Bà Út kìa. Bà mẹ khỏe hả? Ờ, sao khỏe không ta? Coi, ok. Con có đi làm ở nhà hả? Ở nhà, làm ô xin. Không đi, mẹ con ở nhà hơn tháng rồi, là từ lúc bố đi về bệnh viện ngày 8 tháng 11 tới giờ là ở nhà nguyên ngày mọi dạ, mỗi ngày luôn vậy. Dạ. Dạ cho bây giờ mẹ chăm sóc bố ngày đêm luôn cho nên ngày thứ ba thì bé Thảo với Linda qua chăm sóc vậy. Dạ. Có điều kiện gì thì mình cứ làm cái việc đó đi. Dạ. Để cho nó sống ngày nào hay ngày đó chứ làm sao giờ. Dạ. Không ơi chị dựng về gửi con 200 con nhận được rồi mà con lu bu con mới gọi lên cho chị biết. Cái gì con? Hôm đó gì về ở đây gì về gì gửi 200 á. À, gì để con lu bu là con không có gọi gì được á. À, gì cho chị mua vé số. Dạ. Mua vé số mà hôm nay không có mua vé số. Không mua vé số. Ủa. Hello bà. Ừ, sao mẹ? Trời ơi bà tươi dữ vậy ta. Ừ, quá trời tươi luôn vậy. Ở nhà đâu có đi làm gì đâu, ở không chứ đâu có làm gì. Dạ. Yeah. Thì sai rồi. Dạ. Yeah. Ủa, hay gì vậy? Bà Út coi cái quay của thê đám cưới nó phải mà cho anh nó ngủ vô. Dạ. Phải gửi cho bố hả? Phải gửi phone cho bố hả? Ờ. Dạ. Chưa đâu, mấy cái đó là nó sơ sơ thôi. Mà cái này mới dạ. Dạ. Bây giờ sang cái chương trình Vitas hay gì? Thì nó con không có xài cái bên bệnh viện nữa mà xài cái chương trình Vitas coi như là nó đem nó cung cấp giường thuốc đầy đủ. Yeah. Hospice. Cái Vitas là cái hiệu hospice, nó là cái hiệu chăm sóc cuối đời á bà Út. Dạ. Cái chương trình chăm sóc cuối đời là mình qua bác sĩ đó hết, là có nghĩa là mình không còn đi bác sĩ ung thư.
tuần này y tá nó gửi xuống rồi mà bác sĩ xuống cho thuốc thì khi nào có chuyện gì gọi bác sĩ xuống. Ví dụ mình không có người mình neo người thì nó gửi y tá xuống mà con thấy y tá xuống rồi thôi nó cứ cho uống thuốc không có ngủ mà. Cho ngủ không mà con không thức. Ông dưỡng vậy chứ bố. À dạ chờ. Dạ đau. Anh cứ a vậy mà không biết đau không đau cái tối ngày a vậy. Thì cũng ăn lần lần cũng được cái tô nhỏ nhỏ nè, con nấu đồ cho ăn, nấu cháo rồi. Nấu thịt gà rồi rau củ bí đỏ khoai lang gà cà bước rồi nay con đổ ốc biêu vô con nấu nó xay nhừ á. Dạ không có bịch ốc biêu con để con chưa có xài đó con sẵn nay lấy ra xài chợ cũng ngon lắm, nhìn đồ ăn cũng ngon lắm. Lâu lâu có đòi đi ra ngoài. Duy làm gì? Nó chở mấy người kia đi với con, chở đi rồi thôi, đâu còn ai chở. Nó một là nó, hai là con. Giờ ở nhà thôi thì Duy chở rồi. Dạ. Mình có đi ở nhà. Đi làm hết á, nên nó làm 7 ngày luôn, đâu có được nghỉ. Một lần có ngày nghỉ giờ tiệm mở ngày nào làm rồi đó. Qua đường quanh đi làm đúng không? Đi hết. Sao bố? Đau nó sao? Bố có đau mà bố vậy? Cầm nó đi. Để xuống nó gì không? Không cần cầm. Tại có speaker là gì? Gì thấy lúc này thấy gì? Gì? Khỏe khoắn quá. Dạ. Yeah. Nhà lòng vòng nhà mấy nhà nữa. Gì năm nay mấy mấy rồi ha? 76. Wow. Bữa hôm sinh nhật ông Dượng phải không bố? Bữa hôm sinh nhật ông Dượng phải không? Gì? Bữa hôm sinh nhật ông Dượng xong phải không? Nó thấy sinh nhật ông Dượng. À đúng không? Nó con có lu bu con đâu có lên con coi đâu. Trời tối ngày à lu bu ổng không cái bé nè. Dạ. Ông mà sáng sớm dậy là 5-6 giờ sáng dậy rồi phải exercise. Phải mua mẩy đạp chân đạp tay không? Trời ơi. Mình... Cái mặt nó đầy đặn lên chứ đâu có. Trời ơi, nhà cái đùa là em bé da hồng hào lạ đời chứ. Đó, Nó không có nói được sao? Nói được gì nói được nhưng mà nói ít thôi. Có giờ nói em lo nha. Khôn á, ừ phải lo, rồi lâu lâu thích nói là nói, không thích là không nói. Rồi thích nói giờ coi như bé. Lạnh lắm ta. Lạnh gì hôm nay ngoài trời lạnh con để hít trong nhà. Ở bên đây là nóng. Ồ, hiện trên đây nóng nè, bên con đây lạnh, bên đây nhiệt độ như ngày ngoài trời 44 à, buổi trưa nó lên cao. Nói chung có nóng có lạnh là cũng đỡ hơn bên Việt Nam, con thấy bên Việt Nam mà. Đây hả? Thì con thích cái nhiệt độ từ 75 tới 80, con là thích cái nhiệt độ đó. Nó ấm người. Dạ. Vậy thôi chị nghỉ đi nha, bye gì? Bye gì? Cảm ơn dì nha, dì cũng chăm sóc và lo lắng cho tụi con á. Cảm ơn dì nha. Dạ, ok, bye bye dì. No choice. Tới đâu hay tới đó, không có nói trước. Dạ, thôi con bye dì nha. Bye cái phone nè. Dì bố. Mẹ. Mẹ đâu? Nói mẹ nè, mẹ nè, bố nói gì mẹ đi. Bắt phone mà. Tâm hả? Mẹ Tâm hả? Gì? Mẹ Tâm đây nè. Đây nè. Bố nói gì mẹ đi, nói đi. Tâm. Giờ để camera cho bố nha. Nha, uống hết miếng sữa đồng nành rồi để vô. Bố nói gì mẹ đi, sáng nay con chưa có nghe bố nói gì hết à. Bố nói đi. Mày quá. Bố nói vậy.
Nè, bố uống một ly cho coi nè. Bố không biết nha, uống một ly cho coi. Nó no, ăn nó no. Mới ăn còn no. Nói, bố nói Phương đi làm đi. Nói đi, Phương đi làm đi. Ôi là... Phương đi làm đi, bố để bố nghỉ. Nói đi, Phương đi làm đi để bố nghỉ. Phương đi làm đi. Okay. Để bố nghỉ. Để bố nghỉ cho. Nghỉ ngơi. Ừ. Nhớ bà con nữa. Trong em muốn em nói. Đấy, con muốn em nói mà không nói. Nói nhiều lắm mà. Bố mình, không biết nói. Mình chỉ có nói. Bây giờ mình chỉ có nói. Nãy mình chỉ có nói. Bố đây, Phương lo sức khỏe Phương đi. Phương lo sức khỏe Phương đi. Uống nốt chưa? Chị nói không? Ưng nói chị không? Nãy nói. Bố đây, Phương lo cho Phương đi. Nói con lo cho con đi. Nói đi. Đó. Con lo cho con đi. Muốn nói vậy đi thử. Bố, con cái bầu cũng mừng không? Nè, nắm tay bố nè. Đụng như đây nè. Thôi. Rồi. Bố mình thích rồi con à. Bố thích nó uống sữa rồi. Tại vì khi bố mới ăn no đó, mình không cho bố uống nước nhiều, nó no bụng. Ăn một tô luôn thấy không? Thôi con đi làm nhé.